Hiền. Bà Thanh, mẹ chồng Hiền. Tí đi ra chợ mua đồ về nấu ăn nhá. Tối nay nhà có khách đấy, để tôi đi tặng quà Tết. Dạ vâng ạ, để chiều con đi ra chợ. Hiền, con gái cả của bà Thủy. Chiều là chiều thế nào? Giá sớm còn đồ tươi. Chiều mới ra để người ta chọn hết miếng ngon à? Còn toàn miếng ôi thiêu rồi bọ từ sáng à? Tí ra ngoài kia mua loại mặt mình cắt sụp lại kia. Thôi, bà đi đâu thì bà cứ đi đi. Nói rực hết cả đầu. Bố chồng của Hiền. Mẹ ơi, bây giờ 1 giờ trưa mà. Mẹ cứ mầm mầm lên nhở. 4-5 giờ vợ con đi mua cũng được chứ sao. Anh Khánh, chồng Hiền. Mày thì biết cái gì? Thôi cứ đi vào nghỉ đi, chiều 4-5 giờ đi mua cũng được chứ sao. Đi. Là ăn cơm đi. Suốt ngày cứ nhảy với nhót thôi. Ăn cơm. Để tao quay xong đã được không? Ăn cơm rồi à? Này, ngon thế. Ăn đi. À mà này, mày không lo mà ôn thi à? Suốt ngày cứ nhảy với nhót. Nhi, bạn cùng phòng. Này, thi lại là khổ mẹ mày lắm đấy. Ui dồi ôi, học là cái gì? Học là chuyện cả đời. Ôi dạo này mấy clip của tao đi xu hướng nhá. Có một anh hay xem clip của tao lắm. Đang tán tao đấy. Nhà giàu vãi. Quỳnh, con gái bà Thủy. Thế á? Đẹp trai không? Đây nè, tao mở cho. À, anh ấy gọi đấy. Alo ạ. Alo bé à, em xuống đi. Toàn, bồ của Quỳnh. Anh từ sớm thế, bây giờ em mới ăn cơm. Thôi, ăn làm gì. Xuống đây anh chở bé đi ăn pizza nhá. Dạ vâng ạ, để em xuống luôn. Em yêu anh. Thôi ăn mình đi nhá, tớ đi ăn pizza đây. Có cái pizza vào cái bỏ rơi cả bạn bè luôn. Kìa, ném khói. Cứu tao, cái thằng SE đang nằm kìa, thằng mặc đồ cỏ đây, đang chạy. Ôi. Thái, đi xuống dưới bếp bưng nồi cơm lên đây cho mẹ. Tắt máy tính đi. Bà Thủy, mẹ của Hiền, Quỳnh và Thái. Lớp 12 rồi. Học thì không lo học, suốt ngày chơi game. Tiếc nhất đến nơi không phụ mẹ được một việc gì. Cái gì đấy? Đậu rán à? Đậu rán với rau luộc. Sao không mua thịt ăn? Đậu rán với rau luộc như này ai mà nuốt được? Thái, con trai út của bà Thủy. Nhà mình không phải là gia đình khá giả gì. Cả nhà có mỗi một miếng đất để trồng rau. Mỗi chiều mẹ làm rau được có mấy chục nghìn. Hôm nay ăn tạm đậu nhá, mai mẹ mua thịt cho. Thôi mẹ ăn đi, con không ăn, ăn hết đi. Ơ kìa, không ăn nhiều thì ăn ít chứ, đến bữa phải ăn cơm chứ lại. Thôi tao đi nhá. À mà này, chúc mày lát thi tốt. Không phải lo, tao thì chúng nó bảo đề kỳ trước dễ mà. Lo mà đi sớm đi, ngồi đấy mà make up nữa. Tao make up chưa đây, tao đi ăn với bồ tao luôn. Suốt ngày bồ với mình. Lo mà học đi. Đi đây. Thái ơi, con bấm máy cho mẹ cái để mẹ hỏi xem là chị Quỳnh hôm nay chị có làm bài được không. Rồi. Thái, bấm lại cho mẹ cái để mẹ gọi lại cho chị xem thế nào mà chị không nghe máy. Không gọi được thì thôi, bấm mãi làm gì. Đi xuống bếp đi. Mày. Này bé thi bé có làm được bài anh bé? Không ạ, chắc trượt rồi. Trượt á? Thôi không sao, trượt thì về anh nuôi. Có nuôi thật không? Nuôi thật. Nuôi thật nhá. Nhưng mà tí anh dẫn em buffet nhá. Buffet à? Buffet. Em ăn gì cũng được, miễn là được đi cùng anh. Ai gọi đây em? Tổng đài ấy mà. Thôi mình đi ăn luôn đi. Đi.
Thế thì mình ăn nhá. Kìa, hai thằng nó đang chạy kìa. Gọi thế nào nhỉ? Ôi tôi chết rồi. Thái ơi, tắt máy ra để ăn cơm đi con. Cái gì đây mẹ? Đậu mẹ dán kiểu gì đây? Không biết dán à? Dán cháy đen xì này còn ăn gì nữa? Mẹ xin lỗi. Mẹ mải mày mò cái điện thoại gọi điện cho chị Quỳnh mãi không được, bỏ quên mất cái nồi đậu. Còn ăn tạm nhá. Gạt bỏ cái nửa cháy này đi, ăn nửa trên đây này. Mai mẹ mua thịt cho. Hôm qua cũng bảo là mai mua thịt, hôm nay cũng bảo là mai mua thịt. Thôi, bán hết đi, tôi không ăn. Thái à, mẹ xin lỗi vì nhà mình nghèo mà không thể cho con những bữa ăn ngon. Con nhớ phải chăm học để sau này có một cuộc sống tốt hơn. Mẹ cũng sẽ tập dùng điện thoại để không phải làm phiền tới con nữa. Quỳnh, thế là mẹ gọi điện cho con từ hôm qua không được. Con làm được bài không con? Có. Ừ, thế thì tốt. Thế hôm nào nghỉ Tết? Con chưa biết, chắc 30 con về. Đồ ăn lần trước con mang lên đã ăn hết chưa? Được rồi, mẹ không cần phải lo đâu. Thế nhá. Alo. Ơ, hai cái con này. Thái ơi, nghe nhà cho mẹ để mẹ ra ngoài ruộng lấy rau nhá. Alo. Quỳnh à, mẹ mang rau cỏ các thứ lên cho con rồi đây này. Mẹ đang ở ngoài đầu ngõ này. Thế con ở nhà số mấy? Ôi dồi, mẹ đi lên xong báo cho con biết. Khổ quá mà thôi. Ôi dồi, đã bảo là không cần phải lo rồi, cứ phải mang lên làm gì? Trên này siêu thị thiếu gì đâu. Rau mẹ trồng ở quê, vừa sạch lại còn ngon. Mùa trên này đắt mà chắc gì đã sạch. Thôi được rồi, mẹ để đây, mẹ đi về đi. Quỳnh. Cái gì đấy? Ui sao mua nhiều đồ thế? Ui, sắp Tết rồi còn mua nữa. Có cả hoa thiên lý nữa này. Lắm nhỉ? Cô này là shipper mẹ tao gửi ở dưới quê lên. Dạ chào cô ạ. Ui, rau non thế. Đúng là rau quê Quỳnh nhỉ? Cô ơi, nãy cô đi đường có mệt không ạ? Vào cho cháu uống cốc nước. Cô... Thôi, mà làm gì? Cô đi về đi. Thôi, cô đi về. Các con xách rau vào nhà đi. Dạ vâng ạ. Thế cô đi về ạ? Thế tao đi vào nhá. Ui, nhiều đồ thế. Hoa thiên lý còn ngô nữa. Ai rồi. Cái này á, làm ngô nướng thì nó mới đã nhá. Dạ, nói là đừng có lên rồi, đừng có thích lên rồi. Ê, Quỳnh ơi, công nhận dưới quê mày trồng nhiều rau phết nhờ. Thích thật đấy. Mà này, người dưới quê mày ấy, nhìn chất phác mộc mạc ghê á. Nhìn cái biết chất quê liền, yêu ghê. Nhiều quá. Lại cái gì đấy? Alo. Alo, anh đến rồi đấy. Bé xuống đón anh rồi. Anh tới rồi á? Dạ, để bé xuống luôn ạ. Anh đi vào đi.
Thế tối nay bé thích đi ăn gì? Đi Hồ Tây Chi nhá. Anh với nhá. Ở đây có quán cà phê hay lắm. Đi overnight nhá. Tối nay đi nhá. Ok anh. Thế anh với Quỳnh ở đây chơi nhá. Em xin phép có việc chút ạ. Kệ nó. Nhà em mua nhiều rau đấy. Rau vừa tươi nhìn ngon đấy. Anh lấy không? Anh khoe ăn rau không? Em chào anh nhá. Toàn rau ngon thôi. Rau nhìn ngon nhỉ. Ngày trước mẹ còn khỏe, mẹ hay trồng rau và mang lên cho anh ăn lắm. Nhưng mà giờ mẹ anh ốm rồi, toàn phải tự đi mua thôi. Mà rau ngon thật đấy. Bé sao đây? Em không sao. Vặt nhanh cái tay lên còn chuẩn bị thắp hương tiễn ông công ông táo về trời. Dạ vâng ạ. Rồi, đến rồi. Mẹ ơi, năm nào mẹ cũng cho con đi ăn cỗ Tết với mẹ nhá. Ừ, dồi ôi, ngon quá. Nào, rồi, vào nhà cỗ nào, gọi cho bà Thanh nó rồi. Thanh ơi, nhanh cái tay lên. Dạ. Chậm chạp quá. Trời, có vặt xong bó rau chắc tới mùng 3 Tết rồi. Dạ vâng ạ. Anh, rau sống này. Em cầm bát canh này lên cho bố thắp hương nhá. Dạ vâng ạ. Ok con, không được thì cái này của bố học hỏng của bố. Ok. Ok, em làm gì đấy? Trẻ con là bé chứ cái gì đâu mà em nói em thế? Có chuyện gì đấy? Ngày Tết ngày nhất mấy khi cháu nó sang chơi mà cô còn mắng cháu thế? Hả? Không có gì đâu con nhá, con đừng sợ cô nhá. Thôi, Hiền mang lên đây cho bố thắp hương nào. Ôi dồi, tại sao sàn nhà lại có mỡ mì tôm thế này? Con vừa nghịch đúng không? Từ sau cứ nghịch nhá. Đi, ra đây. Đau tay quá. Đứng dậy đi xuống bếp, mang bát khác lên đây. Mẹ nồng nàn vừa thôi, thằng bé nó nghịch thì Hiền mới ngã chứ. Mẹ không hỏi han Hiền được câu nào thì thôi, mẹ còn mắng chửi cả Hiền nữa à? Thôi, đứng một cạnh đây. Thằng Khánh, đi xuống bếp. Bà, ra sân. Hiền, con đau tay à? Để bố vào lấy dầu cho con nhé. Dạ, thôi con không sao đâu ạ. Con cứ kệ mẹ, bà ấy bộc trực thẳng tính nên là hơi cọc cằn. Con đừng để bụng nhé. Thế mấy giờ mẹ con sang? Tối qua bố gọi điện mời mẹ con đồng ý rồi đấy. Dạ, lúc nãy mẹ con bảo là tầm nửa tiếng nữa mẹ con sang. Ừ, thôi con đi lau sạch cái chỗ sàn trơn này đi nhá. Kẻo tí mẹ con lại ngã, để bố đi thắp hương các cụ. Dạ vâng ạ. Mẹ có bị bỏng không ạ? Con xin lỗi ạ. Con của nhà cái, bố con nhà cái. Nhà tôi thật vô không lấy được một đứa con dâu như cô. Cô tự nhiên ra trông cô xem, nó có con cái gì không? Chưa lấy cô thì ăn lên làm ra, làm ăn đâu thắng đấy. Cưới cô về, kinh doanh đến đâu thì phá sản đến đấy, đầu tư đến đâu thì thua lỗ đến đấy. Cô còn ở trong nhà tôi ngày nào thì sớm muộn là tán ra bãi sản. Đúng là cái thứ cô rác rưởi ở đâu rác về, rác nhà. Bà có im nghe đi không hả? Ok mẹ cái mồm vào đây. Tôi nói sai à? Tôi im luôn đấy nhá. Ba đừng tưởng tôi sợ bà nhá. Tôi chào ông. Tôi chào bà. À, bà Thủy sang rồi à? Mời bà vào nhà xây nước. Em có gói bánh sang để thắp hương ạ. Ui dồi ôi, bà sang chơi là quý hóa lắm rồi, lại còn phải bánh trái nữa. Tôi cũng thắp hương xong rồi. Hiền ơi, đi xuống dọn cơm đi con ơi, mẹ sang này. Con chào mẹ ạ. Bố, để con lấy hạ cơm xuống ạ. Này 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 này, ăn mặc hở hang như này mà định thò tay lên bàn thờ tổ tiên à? Thế này các cụ phạt cho cô chết. Ở nhà mẹ cũng không dạy à? Đi vào thay cái áo khác. Mẹ ơi, mẹ cứ làm quá lên. Hiền ăn mặc kín đáo như này rồi, mẹ còn chửi cái gì nữa? Hiền, con đi vào thay cái áo khác đi. Cháu nó còn trẻ người non dạ,
mới lấy chồng được vài tháng rồi, còn nhiều thiếu sót. Có gì không phải, mong ông bà bỏ qua cho cháu, bảo ban cháu thêm ạ. Đi em đi. Thôi, mẹ con cháu vào chuẩn bị mà ăn cơm đi, không tí không còn gì mà ăn đâu. À, đi vào nhá. Đi vào đi ăn cỗ nhá. Con mời bố mẹ xơi cơm ạ. Con mời mẹ Thủy. Em mời anh. Mời chị. Cô mời con nhá. Mời em. Con không mời cô à? Thiếu một đôi đũa, Khánh, xuống đây cho bố đôi đũa. Cứ ngồi đấy, con dâu người ngoài để làm gì? Bà Thủy cứ ăn tự nhiên nhá. Nhà tôi mến khách lắm. Khách có ăn ngon thì tôi mới biết là khách cũng quý mình. Vâng, tôi vẫn ăn đây. Bà ăn thử miếng cổ gà này xem. Gà đồi loại 1 đấy. Quê nhà bà không có gà này mà ăn đâu. Nhà tôi cũng nuôi gà này nên là thỉnh thoảng cũng được ăn rồi. Này, có miếng đùi này ngon quá này. Con ăn trước đi nhá. Ăn luôn đi, kẻo tí ai mất không có mà ăn đâu. Con xin. Mẹ ăn miếng này đi. Ê chết, con cứ để mẹ tự nhiên. Đấy, đúng là khôn từ trong trứng khôn ra. Còn miếng đùi ngon nhất thì nó gắp cho mẹ nó ăn. Ừ. Ông có thích ăn phao câu gà không ông? Còn miếng phao câu béo lắm, để tôi gắp cho ông nhé. Ăn đi, không tí phao câu cũng không còn mà ăn đâu. Thôi, tôi xin phép. Động đũa vào rồi ai dám ăn nữa? Vứt mẹ ra kia cho chó nó ăn. Sao mẹ quá đáng thế? Hiền. Thôi, tôi xin phép. Nhà tôi có chút việc, tôi về trước ạ. Cả nhà ăn ngon miệng. Ơ kìa bà, tôi cũng điên khổ với bà đây. Đã nghèo thì còn sĩ diện. Mẹ thấy mẹ ông quá đáng không? Chả mới khi thông gia sang chơi, bây giờ mẹ còn hoạnh hoẹ như thế để người ta phải bỏ về à? Mẹ! Hiền ơi! Hiền ơi! Mở cửa cho anh nào! Hiền! Mở cửa cho anh nào! Mở cửa cho anh bảo! Hiền ơi! Hãy Hiền xuống mở cửa bát nha! Không phải giúp vào trong phòng đâu! Tôi mới ăn còn nuốt không trôi, làm sao người ta nhịn cho nổi. Không ăn thì thôi, tắt mẹ đi. Nói lắm. Sao mẹ về sớm đấy? Con tưởng là mẹ ăn cỗ bên nhà chị Hiền rồi. Hả? Ừ, mẹ ăn bên ý rồi. Mẹ về sớm để tí đi làm rau nữa. Ăn nốt miếng cơm nguội sẽ bỏ vài. À. Này, thế bao giờ mày về quê đấy? Tao chưa biết, nhưng mà chưa chắc tao đã về đâu. Tết năm nay tao sẽ ở đây đi chơi với bồ tao. Mà này, mới quen có vài hôm cẩn thận bị nó cháp đấy. Chiều nay tao về quê rồi. Mày có mẹ thì phải quên Tết với mẹ đi. Cứ đi chơi với Dài thôi. Cô Hiếu với Dài lắm ý. Tối nay anh ấy rủ tao đi quẩy đấy. Nhà anh ấy hơi bị giàu luôn.
Anh ấy bảo tao mặc mát mát tí, quẩy cho đỡ nóng. Mày thấy đẹp không? Tao chịu. Mà này, mày chuẩn bị ra Tết đóng tiền học lại môn kinh tế vĩ mô đi. Muốn đóng tiền học lại thì Tết về ăn Tết, xin tiền mama. Tao nói nhỏ cho mày nghe nhá. Bồ tao bảo là chỉ cần đi chơi với anh ấy mấy hôm Tết thôi, xong anh ấy cho tao mấy triệu cơ. Tao đóng tiền học lại luôn, với cả mua thêm cái túi sách mới. Cần rách gì xin mama. Mày dễ dãi quá, cẩn thận bị lừa đấy. Không ai cho không ai cái gì đâu. Alo ạ. À dạ, em xuống luôn đấy ạ. Thái, 12 giờ rồi, ra ăn cơm đi để con đi học. Này, cô giáo gửi mẹ giấy mời. Có chuyện gì mà cô giáo phải mời mẹ lên? Cô mời thì mẹ cứ lên đi, con không biết. Chào cô giáo. Em chào chị. Thì hôm nay em mời chị đến đây để bàn về tình hình học tập của em Thái. Tuần vừa rồi trên trường em Thái có đánh nhau chị ạ? Một tuần 6 buổi mà em Thái nghỉ học tới tận 5 buổi rồi. Cháu nhà em ngày nào cũng đi học đúng giờ mà cô. 6 buổi thì em Thái đã nghỉ học đến tận 5 buổi rồi chị ạ. Còn một buổi lên trường thì là đánh nhau chào hành gì. Vì là vi phạm tính kỷ luật của nhà trường cho nên bắt buộc phải tôi học em Thái nghỉ học 2 tuần. Sao lại như thế được hả cô? Em mong thời gian này chị ở nhà nhắc nhở cháu tự ôn bài và viết bản kiểm điểm nộp lại cho nhà trường sau Tết Nguyên Đán nha chị. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ơ, chị Hiền về à? Thái, mẹ đâu? Sao hôm nay em không đi học? Hiền về lúc nào đấy con? Thái, tại sao một tuần có 6 buổi học thì con bỏ học 5 buổi đi đánh điện tử? Còn một buổi đến trường thì con đi đánh nhau. Bây giờ để nhà trường gọi mẹ lên để đuổi học con. Con có muốn học nữa không? Hả? Thích thì nghỉ, học làm gì? Láo! Sao lại cãi mẹ? Thằng này càng lớn càng bướng. Con rồi làm dâu nhà người ta rồi, phải học cách nhẫn nhục. Ở nhà với mẹ thì thế nào cũng được, nhưng mà sang bên đấy phải biết phép biết tắc. Mẹ chồng có mắng có chửi cũng phải im, tuyệt đối không được cãi láo đâu đấy. Con có dám cãi bao giờ? Ngày nào bà ấy chẳng chửi con. Hôm qua mẹ sang nhà con mẹ biết rồi đấy. Chỉ vì chồng con làm ăn thua lỗ mà mẹ chồng còn coi con như âm binh ấy. Hoa này con mua đẹp nhỉ, nhưng mà nhớ là phải mua cho cả nhà bên nội nữa đấy. Thì con vẫn mua mà. Alo ạ? Đi đâu từ trưa chưa về cùng nước gì đây? Dạ vâng, con về luôn đấy ạ. Thôi con về trước đây. Chiều 30 vợ chồng con sang ăn tất niên với mẹ. Còn mấy cái lồng đèn nữa tí mẹ nhờ thằng Thái treo lên cho nhá. Thôi chạy về tranh thủ cơm nước đi, chỉ lại dính mắng bây giờ đấy. Alo ạ? Quỳnh, thế nào gần tối 30 vẫn chưa về? Đang ở đâu? Con đã bảo tối nó khác về rồi cứ gọi cơ ý. Bực cả mình á. Em, thế tối ấy đi bắn pháo hoa với anh nhá. Đương nhiên là em ở đây đi xem bắn pháo hoa với anh rồi. Thái, đi ra lau nhà cho mẹ nhìn lên. Mẹ đi xuống bếp nấu ăn. Tí nữa vợ chồng chị Hiền sang nhà mình ăn Tết tất niên. Nấu nhanh cái tay lên để con mang ra kia thắp hương. Tối đến nơi rồi, chậm chạp. Ngày xưa bằng tuổi cô, cưới về đây một mình tôi nấu một mâm cỗ một lúc là xong. Không chậm chạp cho cô đâu. Nhanh cái tay lên bưng cơm ra bằng kia cho tôi. Dạ vâng ạ. Ôi trời ơi! Mẹ, ôi mẹ, ơi. Mẹ có làm sao mà? Con xin lỗi ạ. À? Đi mẹ, đi đi. Không biết rồi. Sao đây? Mỡ mày nát canh nóng mà tay tao đây bỏng tay tao rồi. Gọi tên đưa tao đi cấp cứu thằng nào. Ừ, đi. Đi. Anh, chờ em đi cùng xem thế nào. Đi.
Alo ạ. Hiền à, các con về đến đâu rồi? Đồ ăn các thứ mẹ nấu xong hết rồi đấy. Chắc hôm nay vợ chồng con không về được đâu ạ. Trưa nay con bưng bát canh nóng, bất cẩn đổ vào tay mẹ chồng con. Ôi dồi ôi, Tết nhất đến nơi rồi. Thế bà có bị nặng không? Con cũng chưa biết tình hình thế nào. Con đang sốt hết cả ruột đây. Bà đang ở trên viện bỏng. Con đang chuẩn bị quần áo mang lên cho bà đấy ạ. Thôi con không về được thì thôi, ở lại mà chăm sóc bà. Ra Tết rảnh rảnh về ngoại chơi cũng được. Dạ vâng ạ. Mẹ với em cứ ăn cơm đi nhá. Con chào mẹ. Thái ơi, ra ăn cơm đi con. Mẹ ăn đi, có không ăn. Hiền à, em có nhớ mẹ không? Nhớ quá không khí trong nhà, nhớ quá tiếng pháo giao thừa, nhớ lúc thức khuya cùng nồi bánh chưng của bà, nhớ quá câu chúc câu cười của những ngày đầu năm mới. Tết này con chẳng về. Trôi Tết còn vài ngày thôi, lũ bạn. Thái, dậy gấp chăn vàng lại đi. Tết nhất người ta đến người ta cười chứ. Đứng dậy đi ra đánh răng rửa mặt đi. Mẹ gọi điện cho cái Quỳnh từ sáng rồi không được. Không biết là chết dí ở đâu rồi. Này, rửa nó đây. Em có nhớ mẹ không? Chiều nay hay là anh đưa em về ăn Tết với mẹ nhá. Năm nay vợ chồng mình ăn Tết ở nhà ngoại. Em thương mẹ em lắm. Thôi, đưa anh rửa giúp cho, đi vào thay đồ đi. Tí còn đi luôn đi chứ. Đi đi. Bố mẹ ơi, bố con xin phép ạ. Ơ à, mùng 1 Tết ra nhau đi đâu đấy? Tối qua thằng Khánh nó xin phép tôi rồi. Năm nay vợ chồng nó về quê ăn Tết bên ngoại. Đây, bố mừng tuổi cho con nhé. Con xin ạ. Này, mấy em đấy. Thôi, đi về luôn đi cho sớm. Con chào bố mẹ nhá. Bây giờ con đi đi ạ. Dạ, con xin phép ạ. Ông ngu lắm. Thank you.
Sao cô này đi chúc Tết mà chẳng một quần áo đẹp à mẹ? Em ơi em ốm à? Thế em ốm thế nào nhà không còn viên thuốc nào mà đi bơ phờ thế này? Mùng 1 Tết hiệu thuốc người ta nghỉ hết rồi. Em sốt hơn 40 độ. Khổ thân thế, chỉ có viên thuốc đây. Mang về mà uống tạm đi, sinh viên ở trọ à? Tết này không về quê mà ăn Tết với bố mẹ. Mẹ ơi, cô giáo con bảo có mẹ là nhất. Có mẹ là có tất cả. Ừ ngoan quá, thôi về uống thuốc đi nhá. Mẹ con mình đi chơi tiếp đi. Mẹ nghe con nói ba mới con về, dọn sân dọn nhà cành hoa Tết quê. Mẹ chờ bấm khoăn trong lòng lo lắng hỏi rằng con cùng mẹ ổn không. Vẫn nói con luôn ốm mà khó khăn như nào còn cũng vượt qua. Thái, có ra ăn không để mẹ dọn rửa đây. Con chào mẹ. Quỳnh, làm gì ở trên ý mà bây giờ mới về? Mẹ gọi điện thì không nghe máy. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là Phật sống của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Thôi, về là tốt rồi. Thôi đi vào trong kia rửa ráy đi đi để chuẩn bị ăn cơm. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ nghe con nói ba mươi con về, dọn sân dọn nhà kèm qua Tết quê. Mẹ chợt băn khoăn. Mẹ ơi! Năm mới con có chút quà tặng mẹ này. Ui dồi ôi, lại phải mua quà cho mẹ nữa. Mẹ cũng sắm đủ rồi. Ừ thế mẹ cảm ơn nhá. Khổ quá, về mà chả báo trước cho mẹ một câu. Nay mẹ chả nấu gì ăn đâu. Đồ vẫn tất ở trong tủ lạnh kìa. À hay là nay cho Khánh với cả thằng Thái nấu ăn nhá. Cho hai đứa trổ tài xem nào nhỉ. Tết về thành phố, Tết đến miền quê. Tết sang để ta cùng nhau gần kề. Gần kề để thấy ta vẫn ở đây vui cười mạnh khỏe trong tay. Tết ổn là sao, Tết vui là sao, là mình sung vầy và cũng có nhau. Gia đình vẫn đó, sức khỏe ta có thế thôi, là Tết ổn rồi. Tết về rồi đi, mỗi năm một khi, có năm vẽ vang, năm khó ly bì.